Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta ngồi tại đây muốn cuộc sống của bạn ở trên đất này được phước, giơ tay tôi xem. Amen. Ai là người muốn trên đất này bạn luôn luôn được may mắn và thành công trong mỗi một việc làm bạn động tay vào, giơ tay tôi xem. Amen. Cảm ơn Chúa. Ai đã từng ít nhất là một lần mà đọc Kinh Thánh không thể hiểu mà thấy chán chán, giơ tay tôi xem. Dạ, rất cảm ơn em. Rất cảm ơn em. Dạ, rất cảm ơn em. Dạ. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái chìa khóa, một cái bí quyết mà mang tới cho sự thành công, không phải chỉ cho tôi, không phải chỉ cho bạn, mà cho một người mà thành công nhất trên đất này. Từ trước con người đó và sau con người đó, không ai thành công bằng. Và chính con người đó đã để lại một nguyên tắc, và nguyên tắc đó chúng ta ngày hôm nay cùng nhau nghiên cứu. Đề tài ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về Đức Thánh Linh. Hãy cùng tôi bật câu Kinh Thánh đầu tiên. Nếu như bạn muốn thành công trong cuộc sống, nếu như bạn muốn may mắn được phước trong cuộc sống này, nếu như bạn ước ao cho con của bạn ham mê đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, xin bạn đừng ép con của bạn, vì bạn đã từng ép nó mà không thành công. Ngày hôm nay có một cách khác. Nếu như bạn cãi nhau với hàng xóm vì một chuyện gì đó về vườn và về nhà, giải thích nhiều mà hàng xóm không thay đổi, vẫn tiếp tục cãi nhau căng thẳng, bạn đã đầu hàng, thì ngày hôm nay bạn tạm thời dừng lại sự cãi cọ, tiếp tục người thắng người thua với hàng xóm. Hãy cùng nhau nghe bài giảng ngày hôm nay và hãy nhờ cậy vào đấng mà được nói đến rất nhiều trong bài giảng này. Chúa Giêsu, Ngài đã để lại cho chúng ta một lời dạy cực kỳ quan trọng, và chính lời dạy này khiến cho chúng ta ham đến đặt lời của Ngài, giống như đứa trẻ ham đến sữa mẹ vậy. Tôi nhớ có một ngày đang nằm ở bên giường, con trai tôi nó mới chỉ có 5 tuổi, gần 5 tuổi, nó đang đọc quyển sách, và khi nằm như vậy bỗng nhiên nó khóc thổn thức. Tôi quay ra hỏi Jeremy, tại sao con lại khóc vậy? Nó nói rằng con sợ chết lắm. Tôi hỏi tại sao con lại sợ chết? Nó nói rằng nó không biết chết, nó sẽ đi đâu nữa. Tuổi mới 4 tuổi rưỡi. Tôi nhớ lại trước đó khoảng 3 tuần tôi liên tục đọc về Đức Thánh Linh, cầu nguyện tương giao, và bây giờ con của tôi nó đặt câu hỏi như vậy. Tôi nắm tay nó nói rằng, chú con ơi, Chúa Giêsu nói có một thiên đàng, có một địa ngục. Nếu ai tin Chúa Giêsu thì người đó sẽ được bước vào thiên đàng. Con ạ, ba mẹ đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, chúng ta đều là tội nhân, và khi tiếp nhận Chúa Giêsu chúng ta sẽ ở cùng một nơi, đó là thiên đàng, con không còn sợ chết nữa. Tôi nói rằng Jimmy phải làm gì? Tôi nói bây giờ ba, chỉ hướng dẫn con tiếp nhận Chúa Giêsu. Và cảm ơn Chúa, gần 5 tuổi Jimmy, con tôi trên giường đó, nó đã tiếp nhận Chúa Giêsu theo lời cầu nguyện cùng với tôi. Và cái hay ở chỗ là sau khi cầu nguyện xong, chưa đầy 3 phút sau, nó nằm ôm gối ngủ tiếp một sự bình an. Đức Chúa Trời có cách. Thời gian có ai đã nói rằng bài giảng về Đức Thánh Linh hơi khó hiểu? Không, có thể tôi nói khó hiểu, nhưng Đức Thánh Linh là đấng có cách để cho bạn hiểu được. Quan trọng là sau cái bài giảng này, bạn về nhà cảm thấy cuộc sống của bạn được thay đổi, bạn thích cầu nguyện hơn, bạn thích đọc Kinh Thánh. Nào, chúng ta cùng nhau nghe lời dạy Chúa Giêsu bằng câu Kinh Thánh đầu tiên, Giăng đoạn 16. Nhưng đây là lời Chúa Giêsu, nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Khi Chúa nói rằng Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài sẽ bị giết chết, Ngài sẽ bị chôn trong mộ, Ngài sẽ không còn ở với các môn đồ nữa, thì họ bắt đầu, họ cảm thấy phiền não.
họ đã được Chúa an ủi, họ bên cạnh họ mang sự bình an tới cho họ 3 năm rồi. Họ nhớ những ngày ở trên thuyền đang bơi ở trên hồ Galilee thì bão biển nổi lên. Trong lúc đó Giêsu đang nằm ngủ ở mạn thuyền. Họ chạy tới với Chúa nói rằng: Thầy ơi, Thầy, chúng ta chuẩn bị chết rồi. Chúa Giêsu đứng dậy nói: Đức tin các ngươi ở đâu? Ngài nhìn thẳng vào bão và nói rằng: Hãy yên đi. Và bão biển lập tức yên lặng, và con thuyền của họ đậu ngay vào chỗ cần phải đến. Họ thấy rằng Chúa an ủi họ. Họ nhìn thấy rằng một người mẹ đứa con trai bị chết đang đưa con ra ngoài đồng để chốt, đối diện gặp Chúa Giêsu ngày tới nói với người mẹ đó và đụng vào thằng trẻ con, nó đứng dậy và sống lại. Chúa Giêsu đã yên ủi họ 3 năm rồi, mà bây giờ Ngài nói rằng ta phải đi, ta sẽ bị giết chết. Cho nên họ đã đầy sự phiền não. Câu 7, chú ý kỹ nha. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ: ta nói thật cùng các ngươi. Đây là một câu nói đặc biệt. Trước đây lời Chúa dạy bao giờ có từ quả thật, quả thật. Nhưng duy có câu này, Ngài nói: ta nói thật cùng các ngươi bí quyết nhé. Có ai đó hỏi về nguyên tắc nấu ăn làm sao cho ngon? Mỗi một cái món nó có một cái nguyên tắc riêng từ người một, gọi là gia truyền truyền lại. Ăn vào thấy có gì nó đặc biệt ngon. Và cái người để chuẩn bị qua đời đó gọi một vài người đến nói rằng: là đây, ta nói thật hay là mẹ nói thật với con tại sao bát phở ngon? Cái nước màu nâu nâu trước đây gần một thế kỷ trước, người ta cũng nghĩ rằng 2/3 dân số trên thế giới bây giờ lại mê uống nó. Cái nước đó là nước Coca-Cola. Ở trong đó có một cái bí quyết mà hết thảy người nào mà làm trong đó đều phải ký một cái hợp đồng không được lộ bí mật. Chúa Giêsu nói một câu đặc biệt: các ngươi 3 năm ở với ta, thấy phép lạ dấu kỳ xảy ra đúng không? Người biết được nghe, kẻ mù được sáng mắt, kẻ câm được nói, kẻ chết sống lại. Lại đây, ta nói thật cùng các ngươi, ta để lại cho các ngươi một bí quyết thành công. Lại đây, lời nói cuối cùng của ta trước khi ta về trời, lời nói cuối cùng của ta trước khi ta làm xong mọi việc trên đất này. Do vậy, ta nói cho các ngươi một điều thật này, ta nói không giữ một điều gì lại này. Chúa nói: ta đi là ích lợi cho các ngươi. Wow. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao Chúa phải đi thì mới có lợi hơn cho mỗi chúng ta? Câu trả lời: vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi. Hãy nhắc lại cùng tôi: đấng yên ủi. Viết Hoa nói với Đức Thánh Linh đó: sẽ không đến cùng các ngươi đâu, xong nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Hai câu tiếp theo, câu 12 tiếp theo. Đây là điều Chúa nói tại sao Ngài phải đi, Đức Thánh Linh tới thì có ích lợi cho chúng ta. Ta, Chúa nói rằng ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức của các ngươi. Tôi nhớ lại cái ngày hồi đó tôi học cấp 1, mùa hè nóng bức, cái quạt tiền tay chuột đó có quay như vậy, hai em tôi nằm chung cái giường, tôi muốn quay cho tôi cái quạt tay chuột nó về phía tôi, con em tôi muốn quay về phía nó. Và tôi hỏi sao sáng sau, tôi hỏi: bố ơi, tại sao cái quạt này nó làm cho mắt chân mà mình ngủ ngon thế hả bố? Bố tôi đã nói một câu nói rằng: con ơi, bố có thể trả lời được con, nhưng bây giờ câu trả lời đó cao quá sức của con. Con cứ tận dụng cơ hội sử dụng nó đi, rồi sau này con sẽ được biết. Còn bây giờ con còn nhỏ lắm, điều đó cao quá sức của các con. Và tôi phải đợi đến 5 năm sau đi vào cấp 3, tôi mới học được nguyên tắc của dòng điện xoay chiều và khiến cho quạt điện nó quay được. Mất 5 năm sau tôi mới học được cái nguyên tắc tại sao quạt điện quay lại mình mãi. Còn Chúa
Ngài nói rằng trong 3 năm ta ở cùng với các ngươi, ta nói nhiều điều mà các ngươi không hiểu. Đến nay cả khi ta sống lại thì có chết mà các ngươi còn không tin nữa. Vì sao? Bởi vì ta ở trong xác thịt của con người còn ít nữa, thần lẽ thật sẽ đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Ai là người Việt Nam ngồi tại đây giơ tay cho xem. Ok. Ai là người đã từng một lần nghe về hai bà Trưng giơ tay cho xem. Ai là người biết hai bà Trưng thích ăn món gì nhất giơ tay cho xem. Một. Ai là người biết cái gì làm cho hai bà Trưng nổi giận giơ tay cho xem. Không. Tại sao? Chúng ta cùng màu da với hai bà Trưng. Hai bà Trưng sống cùng thời với Chúa Giêsu. Giêsu là một con người ngoại quốc ở Do Thái. Mà bây giờ chúng ta, ai là người tại đây đã từng một lần ít nhất một lần nói Chúa ơi, hãy tha thứ cho con đã làm buồn Ngài. Giờ đây tôi xem. Tại sao? Tại sao một cái người mà màu da mũi không giống chúng ta, cách Việt Nam những 5-6 ngàn km mà bà lại hiểu được về Chúa gió đến độ như vậy? Ngài thích ăn món thịt nướng, Ngài thích chúng ta hát ca ngợi Ngài, Ngài buồn chúng ta nói xấu ai đó hay là vu khống về đề người kia. Khi chúng ta kiêu ngạo, chúng ta biết rằng Ngài buồn. Tại sao bản chất chúng ta lại không biết sống cùng thời với Chúa Giêsu đấy mà chúng ta lại không biết rõ? Chỉ biết hai bà đó đánh giặc ngoài sân để trả thù cho chồng mình là thi xác thôi, còn làm hết và họ có tài cưới voi hết. Còn Chúa Giêsu chúng ta biết rõ bởi vì sao anh chị em? Bởi vì có một nhân vật là thần lẽ thật sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không tự nói mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Đây, có một số người nói rằng chúng ta không cần phải thờ lạy Đức Thánh Linh, bởi vì Chúa Giêsu nói rằng Chúa Thánh Linh sẽ làm sáng danh Ngài, cho nên chúng ta không cần phải làm sáng danh Đức Thánh Linh. Hay là nghe tôi nói này, Chúa Giêsu nói ta đến để làm vinh hiển danh Cha. Cha ơi, con đã làm vinh hiển danh Cha. Giêsu tới vinh hiển Cha, còn Đức Thánh Linh tới vinh hiển Chúa Giêsu. Và tôi muốn nói bên trên biết rằng cái vinh hiển đó, cái sáng danh Cha, sáng danh Chúa Giêsu không làm giảm giá trị của Chúa Giêsu, không làm giảm giá trị của Đức Thánh Linh. Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Amen. Tiếp theo, Ngài sẽ lấy thuộc những điều thuộc về ta mà giao bảo cho các người. Mọi sự ta có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các người. Oh, hallelujah. Chú ý chút nhé, chú ý chút này. Ai đã từng đọc Kinh Thánh và thấy Chúa Giêsu nhắc về một loại người thời bấy giờ Ngài sống có loại đó là Pharisee, giơ tay tôi xem. Người Pharisee 2000 năm trước. Người Pharisee 2000 năm trước, họ muốn biết được Đức Chúa Trời Cha mà không cần qua Chúa Giêsu. Thầy ra Chúa Giêsu mới nói rằng ta là con đường, là chân lý và là sự sống. Không một người nào tới với Cha mà lại không qua ta. Người Pharisee, người Do Thái đến bây giờ họ muốn tới với Cha mà không cần qua Chúa Giêsu. Họ đã giết Ngài là như vậy. Amen. Câu chuyện lịch sử tôi không cần phải nhắc lại. Kinh Thánh nói như vậy. Còn hội thánh của Chúa bây giờ lại có rất nhiều con cái Chúa muốn biết được Chúa Giêsu mà lại không cần qua Đức Thánh Linh. Mà lời Chúa Giêsu khẳng định rằng chính Ngài là Đức Thánh Linh đó sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Vì vậy cho nên anh chị em, mỗi lần đọc Kinh Thánh, mỗi lần đọc Kinh Thánh hãy bắt đầu đến nói
Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp con biết về Ngài, hãy giúp con gần với Ngài, và hãy dạy con những gì mà cần để hiểu lời của Chúa. Bạn cứ thử mà xem. Bạn nói rằng mục sư nói để tôi thấy khó quá, nhờ con người dễ chứ nhờ Đức Thánh Linh khó lắm. Bạn cứ thử mà xem. Đấng đó đã dạy tôi, đấng đó dạy bạn, hãy thử mà xem. Mỗi lần bạn cầu nguyện nói Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp con cầu nguyện, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Chúa có cách anh chị em. Khi chuẩn bị bài giảng này, có một suy trong đầu nói cái đề tài này khó quá, nặng quá, sợ dân sự không hiểu. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là tại sao lại sợ dân sự không hiểu? Nếu Ngài thực sự là đấng đã dạy ngươi thì Ngài có cách dạy mỗi chúng ta tại đây. Và Chúa nói, Chúa Giêsu nói rằng ta nói thật với các ngươi, chìa khóa thành công và được phước trong đời sống của đi theo Chúa đó là gì? Đức Thánh Linh anh chị em. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ. Sách Giăng đoạn 14. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu là chân lý, Đức Thánh Linh là thần chân lý. Nếu không bởi Đức Thánh Linh, không ai biết rõ về Chúa Giêsu đâu. Và càng biết rõ về Chúa Giêsu, Ngài là con đường để dẫn chúng ta tới với Cha. Nó không thể trật tự như bạn đặc biệt. Giăng đoạn 14, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Hãy nhắc lại cùng tôi, yên ủi khác. Từ khác ở đây nó có hai cái số đo khác nhau. Một loại khác về loại và một loại khác mà lại cùng loại. Anh cần giúp tôi mang hai cái cốc ở phía dưới kia lên đây. Cảm ơn. Để không đây. Người bạn mới đầu thánh cho một cốc cà phê nữa. Dạ, cảm ơn. Ok. Một đấng yên ủi khác. Đây là cái cốc cà phê. Đây là một cốc nước. Tôi đang uống nước như vậy. Cô bé kia nói, mục sư ơi, con muốn đưa cho mục sư một cái cốc khác. Cái cốc này, cái này là hoàn toàn khác nhau về loại. Còn tôi đang uống nước dùng cốc này. Anh Tài đến nói, mục sư ơi, nước đã hết rồi, tôi sẽ đưa cho mục sư một cái cốc khác, trong đó cũng giống hệt nước như vậy, và cũng là cốc giống hệt như vậy, nó chỉ khác mà lại cùng loại. Mọi người hiểu không? Chúa Giêsu cũng là đấng yên ủi, Đức Thánh Linh cũng là đấng yên ủi, và Chúa Giêsu nói rằng ta đấng yên ủi sẽ đi về với Cha ta. Ta sẽ nài xin Cha, Ngài ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác là Đức Thánh Linh, nhưng giống hệt ta. Yên ủi các ngươi, nhưng ta đã yên ủi các ngươi, chỉ một cái là khác về thân vị thôi. Mọi người hiểu không? Thật ra ở đây lời Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Ta đã yên ủi các ngươi 3 năm, và bây giờ ta cần phải đi. Đấng đó sẽ xuống, và đấng đó là một đấng yên ủi khác như ta yên ủi các người vậy. Amen. Dạ. Bởi vậy cho nên nếu ai đã nói rằng ô ngày xưa sống khi mà chúng đi lại trên đất này phước thật, còn bây giờ mình ước ao gì trở lại 2000 năm trước khác, bây giờ chúng ta được phước hơn nếu mình ngày xưa mình cạnh Chúa đấy. Bởi vì bây giờ Chúa sống trong chúng ta, còn ngày xưa Chúa sống bên cạnh họ thôi. Chúa ngài ở cùng họ, khác với ngài ở trong chúng ta. Bây giờ thần Chúa ở trong chúng ta, tức là thần để ở với các ngươi đời đời. Hãy nhắc lại với nhau là ở với các ngươi đời đời. Người có nghĩa là khi chúng ta lên trên thiên đàng thì Đức Thánh Linh vẫn ở cùng với chúng ta đời đời. Bởi vì nếu thiếu Ngài, chúng ta không thể nhận biết Cha và Con được. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi. Đang ở cùng chúng ta đó.
Và sẽ ở trong các người đấy, ở trong chúng ta này. Thế ra khi chúng ta được bắt tên Thiên Linh cầu nguyện, tức là thứ tiếng từ trời đó qua đến Thiên Linh cầu nguyện, thứ tiếng lạ lùng ra miệng của bạn là như vậy. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ đến Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Sách Luca đoạn 4, Chúa Ngài công bố. Anh chị có mệt không? Dạ, cố một chút đấy nha. Xin Đức Thiên Linh giúp mỗi chúng con càng ngày mùa hè có thể phòng cần phải thấm hơn, để cho nó không phải bí và nóng hơn. Sách Luca đoạn 4, đây chính là điều chúng ta cùng nhau xét về câu nói của Chúa Giêsu: quả thật hay là ta nói thật cùng các ngươi ấy. Có nghĩa là bí quyết thành công của đời sống chức vụ của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Hãy nhắc lại cùng tôi: Đức Thánh Linh. Bạn ơi, Đức Thánh Linh là đấng rất là ham mê trò chuyện với bạn. Lấy ví dụ, có ai đó hỏi tôi: mục sư ơi, hãy kể cho tôi rõ hơn về dũng con quả thái. Tôi kể về dũng con quả thái cho người đó, kể cho người ta nghe không hiểu. Tôi nói là đây, tôi nắm tay với người đó để nói: đây, hãy tới làm quen với dũng. Dũng sẽ tự nói cho ông Cảnh biết về dũng. Và bây giờ tôi không cần phải nói về Dũng cho ông Cảnh nữa. Và bây giờ tôi làm quen ông Cảnh với Dũng, tôi ngồi xuống bên cạnh bà Cảnh. Và bây giờ tôi không cần phải giải thích nữa, họ tự ngồi nói chuyện với nhau. Đức Thánh Linh cũng vậy đó anh chị em. Tôi đã nói về Ngài, nhưng xin Chúa cho anh chị em gặp gỡ Ngài, trò chuyện với Ngài, và thử có sách Chúa có cách. Tôi nói về Ngài anh chị không hiểu mấy đâu, nhưng mà khi anh chị em nói chuyện với Ngài, chính Ngài có cách để bộc lộ Ngài cho anh chị em. Chỉ cần nói đơn giản: Đức Thánh Linh ơi, con muốn biết về Ngài. Và Chúa sẽ có cách cho bạn hiểu. Thực sự sách làm tiếp theo. Đức Thánh Linh đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Đức Chúa Giêsu được quyền phép, sau khi 40 ngày trong đồng vắng, Chúa Giêsu ra khỏi đồng vắng 40 ngày. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Câu vị thế tiếp theo: trước khi Ngài bước vào chức vụ, Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth, là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen. Hãy nói cùng tôi: theo thói quen. Nghe to là theo thói quen. Cái này gọi là truyền thống đấy. Theo truyền thống, ngày Sa-bát mỗi người Do Thái đến thờ phượng Ngài. Thời gian chơi lên ngày Chủ nhật, chúng ta hãy đến thờ phượng Chúa, đừng bỏ ngày Chủ nhật. Hãy đến thờ phượng Chúa, hãy tìm các cách để có thể đến thờ phượng Chúa cùng với những người khác. Tiếp theo, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc, có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra tạp chốt có chép rằng, câu 18: thân Chúa muốn chỉ là trừng phạt. Đây chính là điều mà Chúa nói rằng: ta nói thật với các ngươi, thân của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đang truyền giảng tin lành cho kẻ nghèo. Tiếp không câu ở trong đoạn Luca đoạn 4: sức giàu cho ta đang truyền giảng tin lành cho kẻ nghèo. Tại sao lại chỉ có câu 18 thôi? Xin đọc cho mọi người nghe. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và đồn ra năm lành của Chúa. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu công bố. Ngài làm gì mà 3 năm chúng ta đọc Kinh Thánh thấy cái điều đó xảy ra? Nhưng mà Chúa nói rằng: bởi vì thần của Chúa ngự trên ta. Câu số 18 này, hãy gạch chân ở trong Kinh Thánh của đoạn: thần của Chúa ngự trên ta, thần của Chúa ngự trên ta. Đức Thánh Linh rất là cần trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúa Thiên Linh sẽ đến giúp mỗi chúng ta trong sự đọc lời của Ngài, trong sự hầu việc Chúa, trong đời sống cầu nguyện. Nếu bạn có những đứa con mà giục nó đọc Thánh, giục nó cầu nguyện, nó không chịu nghe, bạn hãy đến với Chúa Thiên Linh trong sự cầu nguyện. Câu Kinh Thánh cuối cùng tôi kết thúc bài giảng: sách Công Vụ đoạn 1. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta đã từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ lúc ban đầu. Đây nói về sách Luca đấy. Sách thứ nhất mà Luca đã ghi đó, sách thứ hai còn ghi là sách Công Vụ. Sách thứ nhất
ta tự nói về mọi điều Chúa Giêsu đã làm từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cách lên trời. Sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn, hãy nhắc lại cùng tôi từ Ngài đã cậy Đức Thánh Linh. Từ cậy có nghĩa là gì? Cậy có nghĩa là nhờ mà. Tôi là người tin đức kém, khi mà nói chuyện với một người đức nào đó tôi hay nhờ vợ tôi gì giúp. Nếu mà sửa nhà ai đó nhờ anh Cảnh tới giúp, có nghĩa là cái người đó là người được ơn, người đó là người có khả năng làm việc. Và đây Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu từ lúc ban đầu trong chức vụ cho tới ngày Ngài được cất lên khỏi đất này, Ngài luôn cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ, Ngài luôn nhờ cậy Đức Thánh Linh. Bởi vậy cho nên chúng ta cũng hãy bước vào trong điều đó, chúng ta nhờ Ngài đọc Kinh Thánh giúp để. Khi bạn đọc Kinh Thánh con nói rằng Chúa Thánh Linh ơi, hãy đưa chúng con vào mọi lẽ thật, hãy giải bày cho chúng con điều này đi và làm cho lời của Chúa thật sung sướng trong lòng của chúng con. Khi bạn cầu nguyện nói là Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp con trong sự cầu nguyện. Amen. Ai là người đã từng một lần yêu trong đời? Để tôi xem. Ai yêu mà bây giờ giơ tay đấy. Ai là người một? Dạ. Tôi nhớ lại cái ngày mà ngồi nói chuyện với người yêu của tôi. Xin phép được đi chơi có một ít thời gian nói chuyện mà hồi. Tôi nhìn đồng hồ nói rằng hết giờ rồi. Tôi bảo, ô, đã hết giờ rồi à? Tôi tưởng là chỉ có 15 phút đến 30 phút thôi mà đã qua 2 tiếng rồi. Tại sao? Bởi vì khi bạn yêu một con người nào, bạn hiểu được con người đó, bạn càng muốn gần người đó nhiều hơn. Bởi vậy cho nên cầu nguyện đừng có ép. Nếu người ta nhận biết Chúa ngày nào thì họ sẽ trò chuyện với Chúa ngày đó. Vấn đề chỗ là chúng ta xin Đức Thánh Linh hay giúp đỡ người đó nhận biết Chúa. Bạn nói là nhưng mà người đó lười, người đó không chịu thì phải làm sao? Người đó lười, người đó không chịu thì người đó phải chịu thôi. Còn bạn làm sao có thể đột đít một người lên mái nhà mà người ta không muốn lên mái nhà? Còn thì bao nhiêu người khác bạn giúp đỡ thì bạn không chịu giúp, cứ lao vào giúp một người họ không muốn. Bởi vậy cho nên hãy giao người đó cho Đức Chúa Trời và nói là Đức Thánh Linh ơi, cái người này lười quá, cái người này không muốn đọc lời của Ngài, con giao họ cho Ngài. Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp người đó. Bạn hãy cầu nguyện như vậy, con sẽ thấy bắt đầu thay đổi, bắt đầu bạn thay đổi và người thay theo. Amen. Đó là điều ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Hãy bật lại răng 16. Chúa Giêsu nói: Ta nói thật cùng các ngươi. Bạn Tô Vinh có bài hát không? Không có bài hát cuối cùng. Dạ. Hãy bật lại 16. Ta câu 16 à, đoạn 16 câu 6 câu 7. Nhưng ta dầu vậy, câu 7 này, dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, Đấng Nghĩa Đủ sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Tôi muốn chúng ta cùng nhau đến với Chúa, nhắm mắt lại cầu nguyện. Tuấn có thể lên đến đàn này. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Đức Thánh Linh yêu dấu của con ơi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Chỉ đơn giản, bạn cầu nguyện thầm trong lòng của mình và đặt ra lời thật nhẹ nhàng, không căng thẳng, không gồng mình. Chỉ đơn giản bạn nhớ lại những khiếm khuyết của bạn trong tính cách, cái yếu điểm của bạn trong con người. Bạn nói với Chúa Thánh Linh rằng: Đức Thánh Linh ơi, con cần Ngài ngày hôm nay. Nếu bạn thường xuyên có sự lo lắng, hãy nói với Đức Thánh Linh rằng: Đức Thánh Linh ơi, hiện tại Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Cha ở trên nơi cao, trên thiên đàng. Đấng duy nhất đang ở trong chúng con là Ngài. Đấng yên ủi khác
mà Chúa Giêsu đã nhắc đó là chính Ngài. Hãy mang sự yên ủi lớn để cho mỗi chúng con. Có ai đó bạn luôn vội vàng trong cuộc sống, bất cứ một việc gì làm, bạn giống như làm bởi ai đuổi bạn, luôn vội vàng, luôn hấp tấp, và cuối cùng bạn vấp ngã nhiều. Thời gian để bạn bỏ ra để sửa sai nhiều hơn thời gian bạn thực hiện công việc đó. Bạn biết được cái điểm yếu đó, hãy đến nói với Chúa Thánh Linh rằng: Đức Thánh Linh ơi, ngày hôm nay con được nghe về Ngài. Con đã cố ép mình đọc Kinh Thánh đi được 5 ngày rồi sau đó lại trở lại như cũ. Con đã cố đọc Kinh Thánh, cố cầu nguyện nhiều hơn được 3 ngày rồi sau đó lại như cũ. Tính của con cố gắng ép mình sửa cho nó tốt rồi sau đó lại như cũ. Ngày hôm nay con được nghe về Ngài. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến giúp chúng con như lời Chúa Giêsu đã dạy. Ngài sẽ dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Ngài sẽ lấy những ân điển quyền năng đã từng làm trên đời sống Chúa Giêsu sẽ ở trên chúng con. Cha ơi, chúng con cần Ngài. Thánh Linh ơi, con cần Ngài. Gia đình con cần Ngài. Các con của con cần Ngài. Hội thánh cần Ngài. Chúng con không muốn nhận biết Chúa Giêsu mà lại không qua Đức Thánh Linh. Bạn hát tôn vinh thanh thiếu niên đấy, cần Ngài lắm, trong đời sống riêng tư hay là trong đời sống hầu việc. Anh chị em ơi, hãy nói với Chúa như vậy đi anh chị em. Hãy nói với chính Ngài về cái gì trong lòng của bạn có. Đừng vội vàng. Hãy tái dâng đời sống của mình cho Ngài ngày hôm nay và nói rằng: Đức Thánh Linh ơi, Ngài ở cùng con mà con đâu có nhận biết Ngài nhiều đâu. Bạn đừng bị lừa dối. Chưa chắc sống chung với một người mà bạn có thể hiểu được người đó. Không, bạn cần phải tương giao với người đó, đánh bạn với người đó thì mới hiểu được họ. Không phải cứ ở cùng là biết rõ về người đó đâu. Đức Thánh Linh cũng vậy, Ngài ở trong chúng ta nhưng Ngài cần chúng ta nói chuyện với Ngài. Đức Thánh Linh ơi, ngày hôm nay sứ điệp của Chúa Giêsu đã dạy cho Thiên Thánh, con đã nói lại cho dân sự của Ngài tại đây, và cả con nữa, con muốn nói với Ngài rằng hãy hướng dẫn cuộc đời của chúng con trong đọc lời của Ngài, trong cái cầu nguyện, trong cái hầu việc Chúa, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong xây dựng gia đình, trong hôn nhân, dạy dỗ con cái, trong mối quan hệ với vợ, với chồng, trong hết thảy mọi công việc. Đức Thánh Linh ơi, hãy dạy chúng con. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.